kinh nghiệm mua hưu giống và cẩm nang nuôi hưu nai năng suất cao. Hưu giống hiện nay nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng chăn nuôi. Đây là vật nuôi có giá trị kinh tế cao, mang về thu nhập ổn định mà lại rất dễ nuôi trong điều kiện nông thôn Việt Nam. Nếu quan tâm đến hưu giống cùng kinh nghiệm nuôi thì hãy cùng Nhật Thuận tìm hiểu trong video sau đây nhé. Hướng dẫn cách chọn mua hưu giống chất lượng, hưu nai là những động vật ăn tạp khá dễ nuôi trong điều kiện Việt Nam. Tuy nhiên, để quá trình chăn nuôi thuận tiện, ít tốn kém chi phí cho thuốc men thì người nuôi nên chọn mua giống thật tốt, dưới đây là một số mẹo lựa chọn hươu nai giống mà những ai đang muốn khởi nghiệp nhất định không nên bỏ lỡ, chọn hươu nai giống theo giới tính. Hiện nay, một hộ chăn nuôi thường mỗi ít nhất một cặp hươu giống để nhân ra một bầy lớn. Với hươu đực thì nên chọn con của hươu bố có sức khỏe tốt, sản lượng nhung tạo ra lớn, bên cạnh đó, chúng còn phải có tính di truyền ổn định thì mới truyền những đặc tính tốt này cho con. Khi chọn hươu cái thì nên chọn con của hươu mẹ có sức khỏe tốt, đẻ sai và nhiều sữa để nuôi con, hươu tốt thường có thân hình cao lớn, mắt linh hoạt có cặp sừng sắc tạo thành hình chữ V và dáng đi khỏe mạnh bằng bốn móng. Ngoài ra, hưu cái nên có ngoại hình cân đối, đầu thanh nhỏ, mồm rộng, cổ thon dài, hàm ăn, đuôi luôn phe phẩy. Những người nuôi chuyên nghiệp thường khuyên bạn nên chọn hưu giống có mắt đẹp, ánh lên sự nhanh nhẹn và tinh anh, chọn hưu giống có nguồn gốc rõ ràng, có chứng nhận sức khỏe. Khi mua hưu giống nên nhớ chọn những con có nguồn gốc rõ ràng và có chứng nhận sức khỏe, điều này giúp bạn chắc chắn hơn về tình trạng của con giống và đề phòng trước những vấn đề trong quá trình nuôi dù giá những loại vật nuôi này sẽ cao hơn nhưng chất lượng vẫn nên là vấn đề cần phải đặt lên hàng đầu chọn con giống từ những trang trại nuôi uy tín hiện nay có rất nhiều trang trại cung cấp hưu giống ở khắp đất nước việt nam tuy nhiên không dễ tìm được một nơi thật uy tín cung cấp sản phẩm chất lượng với giá tốt nhất muốn mua được hưu giống tốt thì phải tìm một trang trại uy tín muốn biết một trang trại nuôi hưu có uy tín hay không thì cần phải nhìn vào quy trình chăn nuôi nguồn cung thức ăn xử lý vệ sinh của nơi đó những chú gâu được nuôi dưỡng trong môi trường tốt sẽ lớn lên khỏe mạnh và ít dịch bệnh. Ngoài ra, người mua cần lưu ý là nên mua ở tại trang trại, không thông qua trung gian. Điều này giúp bạn lựa chọn được giống tốt nhất với giá cả cực kỳ phải chăng. Khảo sát giá thị trường trước khi mua hưu sao giống, muốn không mua hớ thì phải khảo sát giá cả thị trường đầu tiên, hôm nay dù là vật nuôi mới nhưng thông tin vẫn được cập nhật thường xuyên trên mạng Internet. Vì thế, không khó để tìm được bảng giá hay những tin tức liên quan, ngoài ra, người mua có thể tham khảo thông tin từ bạn bè. Người thân hay những người am hiểu về lĩnh vực này, Việt Nam hiện nay có rất nhiều trang trại nuôi hươu chất lượng trên khắp cả nước, giải đáp một số thắc mắc khi mua hươu giống hiện nay. Khi bắt đầu mua hươu giống và chăn nuôi thì bạn có không ít thắc mắc, hôm nay hãy cùng nhau giải đáp trong bài viết này, thức ăn cho hươu ăn là gì, có dễ kiếm không? Trước đây, hươu nai thường sống ở những vùng núi hoang vu, chúng ăn tạp, khá nhút nhát về sau được con người thuần hóa làm vật nuôi. Hầu như địa phương nào ở Việt Nam cũng có thể nuôi hươu nai vì nguồn thức ăn của chúng khá phong phú và dễ kiếm thức ăn xanh tươi, trong khẩu phần ăn của giống hưu không bao giờ được thiếu rau cỏ xanh, nguồn thức ăn này phải chứa từ 60 đến 80% nước, 2 đến 5% protein. Thực phẩm xanh tươi mà hưu giống thường ăn là rau cỏ, nụ hoa, mầm đậu, cây mục túc, củ quả, cây trong vườn, phụ phẩm nông nghiệp, ngoài ra, những củ quả chứa nhiều kali và đường như củ cải, cà rốt, khoai lang cũng có thể bổ sung vitamin cho hưu nay, thức ăn phơi khô. Và những mùa không có nhiều thức ăn tươi thì hưu có thể ăn những phụ phẩm nông nghiệp cây cỏ, dơm phơi khô, dơm ủ chua. Tất nhiên, hàm lượng dinh dưỡng của đồ khô không bằng đồ tươi nhưng hươu vẫn có thể ăn được. Những thức ăn dạng hạt, ngũ cốc chứa một hàm lượng dinh dưỡng rất cao, giúp hươu phát triển nhanh và khỏe mạnh. Vì thế, ngoài lá cỏ, người nuôi có thể bổ sung cho hươu một vài loại ngũ cốc đặc biệt như ngô, gạo, tiểu mạch, cao lương, cây họ đậu. Theo từng giai đoạn thì bạn cần điều chỉnh hàm lượng phù hợp. Thức ăn dạng khô dầu, khô dầu đậu tương, khô dầu lạc, khô dầu cám là những thực phẩm phổ biến ở các vùng nông thôn. Thức ăn này chứa rất nhiều protein rất tốt cho sự phát triển của hưu nai, khoáng chất. Ngoài những thức ăn hàng ngày thì hưu cần được bổ sung thêm một số kháng chất hữu ích, những thức ăn mà bạn có thể tận dụng như bột đá vôi, bột vỏ trứng, muối ăn, bột xương, chuồng trại cho hưu giống nên làm như thế nào. Bên cạnh thức ăn thì chuồng trại cũng là vấn đề cần phải đặc biệt lưu ý khi nuôi hưu nai, không có yêu cầu gì quá cầu kỳ khi làm chuồng cũi cho hưu nhưng cần đủ không gian sinh hoạt và giữ ấm tốt cho hưu trong mùa đông kiểu chuồng, nếu chỉ nuôi với quy mô vài con thì bạn có thể làm chuồng cũ. Loại chuồng này có chiều dài 5m và rộng khoảng 3m, các thành gỗ cách nhau tối đa 10 đến 15 cm, vị trí làm chuồng, chuồng hươu nên đặt ở nơi cao giáo, thoáng mát vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông, lưu ý nên nhốt hươu riêng biệt với những vật nuôi khác để tránh lây nhiễm bệnh. Hướng làm chuồng hươu này, hướng thuận lợi nhất để làm chuồng hươu là hướng nam, đông nam, hướng này có ánh sáng vừa đủ, không có sự chênh lệch lớn giữa ngày và đêm. Vật liệu làm chuồng nuôi hươu nai, khi làm chuồng có hươu giống, bạn có thể sử dụng những chất liệu như gỗ, tấm tôn, lưới B40, mái lá cọ, lá dừa. Nền chuồng hưu, yêu cầu của nền là chắc chắn, có độ dốc khoảng 3 đến 5% để thoát nước tốt, người nuôi có thể nện chặt đất nền, tráng xi măng hoặc lát gạch đỏ để vệ sinh thuận tiện hơn. Nuôi hươu nai giống có cần phải xin phép không? Hươu nai trước kia vốn được xem là động vật hoang dã, không chỉ thế, một vài giống hươu nai còn được xem là động vật quý hiếm. Điều này làm nhiều người thắc mắc liệu rằng khi nuôi hưu có cần phải xin phép chính quyền không. Theo quy định mới thì nông dân không cần phải xin giấy phép khi nuôi hưu nai như xưa. Nhờ đó các khâu thủ tục được giảm nhẹ rất nhiều và người dân không cần phải lo lắng khi cha nuôi hưu nai, giá nhung hưu ra sao, thu nhập của người nuôi hưu thế nào, hưu là vật nuôi ngày càng có giá trị kinh tế hơn nhờ khả năng cung cấp sừng nhung cực kỳ giá trị. Theo y học cổ truyền, nhung hưu là vị thuốc có tính ôn, vị ngọt, sản phẩm rất giá trị khi dùng bồi bổ cho người ốm yếu tăng cường sức mạnh của cơ bắp, hỗ trợ hạ huyết áp giúp tinh thần luôn sảng khoái. Vì có giá trị dinh dưỡng cao nên nhung hươu có giá thành khá đắt đỏ. Nhung hươu đã phân nhánh, đã sấy khô có thể có giá từ 3 triệu đến 3 triệu 500 ngàn trên 100 gram. Những chế phẩm khác từ nhung hươu như cao nhung hươu, bột nhung hươu có giá thành rất cao từ 1 triệu 200 đến 4 triệu trên 100 gram. Nhờ nhung hươu ngày càng được yêu thích nên những mô hình chăn nuôi hươu ngày càng phổ biến ở những làng quê Việt Nam, đặc biệt là khu vực miền Trung nuôi hươu có thể tận dụng những phụ phẩm nông nghiệp nên không quá vất và lại mang về nguồn thu nhập khá ổn định mỗi năm. Hươu có bị đau khi cắt rừng nhung không? Nhung hươu nếu không cắt đi sẽ hoa sừng, lúc này, hươu cũng sẽ tự hút vào cây hoặc vào tường để sừng gãy đi. Dù vậy, nhung hươu vẫn là một bộ phận trên cơ thể chứa rất nhiều mô và mạch máu, thế nên, khi cắt rừng hươu chắc chắn sẽ gây ra đau đớn cho con vật. Vì thế, khi thu hoạch, nông dân phải học kỹ thuật cắt cố định sừng hoặc cây tê trước để giảm bớt đau đơn cho hươu mua hưu giống ở đâu uy tín, giá tốt và chất lượng. Hiện nay, có rất nhiều nơi bán hưu nai giống trải dài trên khắp đất nước ta. Dù vậy, không dễ gì tìm được một nơi cung cấp hưu giống đa dạng và uy tín. Nếu đang muốn tìm một địa chỉ cung cấp hưu giống thì nhất định phải tham khảo dịch vụ của trang trại Nhật Thuận. Trại hưu giống Nhật Thuận chuyên cung cấp con giống hưu sao, nai giống con, chất lượng cao. Khách hàng có thể đến tận nơi để xem và tự tay chọn lựa. Trang trại có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, kiểm định sức khỏe con hưu giống để người mua yên tâm trang trại nhật thuận trực tiếp thu mua từ người nông dân chăn nuôi không thông qua trung gian vì thế giá thành rất ưu đãi cho khách hàng